Đền Cô Bơ Bông. Cô Bơ Bông là một thánh cô nổi tiếng trong tứ phủ thánh cô. Đền chính của cô hiện nay là Đền Ba Bông tại xã Hàn Sơn, Hà Trung, Thanh Hóa. Cô Bơ Bông còn gọi là Cô Ba Hàn Sơn, Cô Bơ Thác Hàn. Thần tích về Cô Bơ Bông. Trong cuốn Lê Triều Thần Phả Ngoại Biên được lưu giữ tại Thái Miếu Họ Lê có ghi chép về thần tích Cô Bơ Bông được tóm tắt như sau. Vào khoảng năm 1432, vua Lê Lợi có một đêm mộng thấy một nữ thủy thần báo mộng: "Ta là con gái vua Thủy Tề, nhà vua còn nhớ là nợ ta một lời hẹn ước hay không? Bây giờ nghiệp đế vương đã thành, sao chưa thấy trả?" Vua Lê Lợi giật mình tỉnh dậy mới nhớ lại chuyện cũ. Ngày xưa, vào những năm đầu thời kỳ khởi nghĩa, vua Lê Lợi bị địch đuổi đến ngã Ba Bông, sông Thác Hàn ở Hà Trung, thì gặp một cô gái xinh đẹp, đoan trang, đang tỉa ngô, được cô cứu thoát. Vua Lê Lợi để tỏ lòng biết ơn và nói với cô rằng: "Ta có một cháu trai tuấn tú, khôi ngô, văn võ song toàn. Sau này kháng chiến thành công, ta sẽ gả cháu ta cho cô." Người mà Lê Lợi nhắc đến chính là tướng quân Lê Khôi, cháu trai của Lê Lợi. Tướng quân Lê Khôi chính là một trong những hiện thân của Quan Hoàng Mười, được thờ tại đền Chợ Củi ngày nay. Cô gái ấy chính là hiện thân của Cô Bơ. Tương truyền, sau thắng lợi, vua Lê Lợi có quay lại tìm cô gái nhưng không thấy. Như vậy, lời hứa gả cô gái cho tướng quân Lê Khôi đã không thành hiện thực. Sau giấc mơ, biết cô gái tỉa ngô nơi xưa chính là con gái vua Thủy Tề, hiện thân lên cõi trần để giúp vua xây dựng nghiệp lớn, vua Lê Lợi đã phong cho cô là Thượng Đằng Thần và cho xây dựng đền cô để tưởng nhớ công lao của cô. Cô Bơ được lệnh vua cha giáng trần để giúp vua. Đến Chí Kỳ Mãn Hạn thì có xe loan lên đón rước cô về Thủy Cung. Sau đó cô hiển linh giúp dân chúng ở vùng ngã ba sông, độ cho thuyền bè qua lại được thuận buồm xuôi gió. Vậy nên cô còn có danh hiệu là Cô Bơ Bông, do tích cô giáng ở ngã ba sông, hay Cô Bơ Thác Hàn theo tên gọi của người quê nhà. Ai hữu sự đến kêu van cửa cô đều được như ý, nên danh tiếng cô vang lừng khắp nơi. Cô Bơ luôn giá ngự về đồng, già trẻ từ đồng tân đến đồng cựu, hầu như ai cũng hầu về Cô Bơ Bông. Khi cô giáng vào ai, dù già hay trẻ, thì sắc mặt đều trở nên hồng hào, tươi tốt, đẹp đẽ lạ thường. Khi cô ngự đồng, cô thường mặc áo trắng, đầu đội khăn đóng, có thắt lép trắng, có khi dùng thắt giải lưng hồng, rồi cô cầm đôi mái chèo bẻ lái dạo chơi khắp nơi. Lúc chèo thuyền có khi còn khoác thêm chiếc áo choàng trắng, trên khăn
có cài 3 nén hương, bên hông có vắt tiền đỏ. Rồi khi chèo thuyền xong, cô lại cầm giải lụa để đi đo gió, đo nước, đo mây. Lúc cô an tọa, người ta thường xin cô thuốc để chữa bệnh, vậy nên cô bơ ngự về thường hay làm phép thần phù để ban thuốc chữa bệnh. Vì theo quan niệm nguyên xưa, cô bơ bông hầu cận mẫu thoải. Lại theo sự tích nơi quê nhà, cô ở đất Hà Trung Thanh Hóa, ngã ba bông đến Đò Lèn, nên đền cô được lập ở đó gần đền mẫu Thác Hàm, chính là mẫu thoải. Gọi tên là đền cô bơ bông thuộc xã Hàn Sơn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Trước đây đường đi vào rất khó khăn, nhưng hiện nay đã được tu sửa và đi lại được dễ dàng. Lễ hội đền cô bơ ở Thanh Hóa diễn ra vào tháng 6 âm lịch hàng năm, ngay từ những ngày đầu tháng 6. Khách hành hương gần xa đã về chảy hội, dẫu thế nào cũng phải đến cho được nơi đền cô ba bông để thỉnh cầu cô bơ che chở phù hộ. Đó chính là hiện thân của một anh hùng văn hóa, bà chúa nước mà chúng ta thường gọi là mẫu thoải, tức mẹ nước, giống như mẫu địa, mẹ đất, mẫu thượng ngàn, mẹ rừng núi, mẫu tiên, tức công chúa Liễu Hạnh. Ai về tới tỉnh Thanh Hoa, hỏi đền cô thoải ngã ba thác Hàn. Lâu lâu chính ngự tòa vàng, non xanh nước biếc cảnh càng tối linh. Thanh sơn bích thủy hữu tình, điện tòa lồng lộng long đình thủy cung. Đền cô thuộc phủ Hà Trung, một tay cô thoải cầm quân, phù lê phạt mạc ai hơn công này. Rừng hoa đang độ thơm bay, mượn dòng nước bạc gót hài về tiên. Muôn dân ghi nhớ lập đền, đức danh thánh nữ lưu truyền thế gian.